quản lý các thiết lập mạng với NMTUI và NMCLI. Như nó nói ở phía đầu chương thì các kết nối mạng ở trên Red Hat 9 được quản lý bởi Network Manager Service. Chúng ta có thể sử dụng System Status Network Manager để kiểm tra xem trạng thái hiện tại của cái dịch vụ này. System à, rằng sudo system ctl status network manager. Chạy bình thường, các dịch vụ chạy bình thường. Complete gì hot. Khi cái dịch vụ Network Manager này được chạy, nó đọc các cái thông các cái thiết lập các cái đoạn script đoạn đoạn câu lệnh thiết lập cạc mạng mà ở trong cái ETC Network Manager System Connection và có cái tên bắt đầu với cái tên của cái giao diện mạng mà file như là trong file là NS Connection và cái path etc NS etc network rồi system connection đã có một cái kết nối đây từ vi từ kết nối đây NPS. À, không có không đâu. À ha, sudo. Đây. Nó có là UID này, của UID của thằng gạc mạng này. Kiểu Ethernet này. Kết nối là ưu tiên thì 99 này. Interface name name tên nó là MPS 03 vào này, timestamp. Thời gian tạo cái này này. V4 là tự động này, V6 tự sinh này, proxy không có này. Đó. Khi làm việc với thiết lập mạng trên Red Hat 9, chúng ta cần hiểu sự khác biệt giữa thiết bị và một cái kết nối. Thiết bị là cái thẻ giao diện mạng, kết nối là cái thiết lập mà sử dụng những cái thiết bị đó. Trong Red Hat 9, chúng ta có thể tạo được nhiều kết nối tới một thiết bị. Điều này rất dễ hiểu trên máy tính mobile, ví dụ như là những thiết bị những cái sự khác biệt giữa của cài đặt mà được thiết lập để kết nối tới một cái hệ mạng gia đình, thiết lập để kết nối với mạng công ty, sự thay đổi chuyển đổi giữa các kết nối trên thiết bị là thông thường thường xuyên xảy ra trên các máy người dùng cuối nhưng không thường xuyên xảy ra với các máy chủ. Để quản lý kết nối mạng mà chúng ta muốn thiết gắn cho thiết bị đó, chúng ta có thể sử dụng hai loại đó là NMU command và MMCL. Câu chú ý này là MMCL rất là mạnh và nó tuyệt vời nhưng nó khó sử dụng. Để thay đổi thiết lập mạng nhanh và hiệu quả, chúng ta nên sử dụng cái tính năng của MNTY. Nó có thể không hoành tráng như là MCLI nhưng nó giúp chúng ta làm việc nhanh hơn và có thể bắt đầu việc khác. Về vấn đề quyền để thay đổi cái đấy mạng, tuy nhiên người dùng root có quyền thay đổi các cái hiện tại. Mặc dù vậy thì nếu một người thông thường truy cập vào một cái truy cập vào cái console cái chỗ mình đen ấy, người dùng này cũng có thể thay đổi mạng miễn là người dùng này sử dụng được một hệ thống bàn phím hệ thống hoặc là sử dụng một cái giao diện đồ họa hoặc là giao diện dựa chữ thì các quyền được cấp. Lý do là người dùng được giả dụ là được kết nối tới cái máy chủ của họ từ mạng đến cái mạng đó
chú ý rằng người dùng này phải có cái quyền SSH để kết nối tới hệ thống. Chú ý rằng là người dùng thông thường ấy, có quyền SSH đến hệ thống nhưng không có quyền thay đổi cơ mạng để kiểm tra cái quyền hiện tại sử dụng câu lệnh là NMCLI General Permission. Nào, NMCLI General Permission. Đây. Có là có quyền gì? Có quyền là disconnect check này. Reload auth có quyền này. Move files lên không được này. Đó là modify our system sleep wake share open share protect để quyền chia sẻ. À, thiết lập mạng với MNCLI. Đầu tiên, chúng ta sử dụng câu lệnh IP để xác thực cái thiết lập mạng. Chúng ta có thể áp dụng thêm một số cái bổ trợ vào như IP address chẳng hạn để tạm thời thiết lập một cái IP address để ở trên mạng giao thiết lệnh mạng. Mọi thứ bạn làm việc với IP đều không vĩnh viễn. Nếu chúng ta muốn cái kết hợp chúng ta vĩnh viễn hệ thống, chúng ta phải dùng là MNTY hoặc MNCLI. Đầu tiên, chúng ta sẽ sử dụng MNCLI để hiện ra tất cả thông kết nối hiện tại. Điều này nói cho ta những cái nối đang kết nối hoặc không kết nối, chúng ta sẽ đơn giản nhìn thấy như sau. MNCLI NMCLI connection show. Chúng ta có một cái duy nhất rồi, đó là Ethernet. Bị đây. Sau khi nhìn thấy tên kết nối, chúng ta có thể dùng là để kết nối tên của đó để thấy tất cả tính năng kết nối. MNCLI show NNP thì 0s3. Rồi. Nhiều quá. Đây đây. ID này, UID này, stable này. Quá dài luôn. Để kiểm tra, chúng ta có thể dùng câu lệnh man 5 để xem nó cụ thể tiếp với cái điểm gì. Man file còn nhắc giải lắm, con này chuyên gia mình mức thi tầm thường là khoảng bao giờ, khi nào họ trả lương cho mình 1 tháng 100 triệu đọc này. Rồi tiếp theo chúng ta có thể sử dụng MSC để hiện ra một cái nhìn toàn cảnh để chúng ta thiết lập và trạng thái của thiết bị, ví dụ sử dụng MN Dev status comment để hiện ra dạy liệt và các thiết bị. MN Dev show hiện ra nội dung của thể là MN NMCLI TV show device show là rất nhiều thiết bị hiện ra đây, thiết bị này chú ý dùng MNCLI hơi khó một tí nhưng mà nó sẽ có thông rất đầy đủ. Và chú ý rằng
hãy sử dụng cái Bass Completion Cut để gõ. Thay vì gõ MNCLI, đừng Enter theo ấn Tab, thì bạn sẽ thấy một lô các cái tùy chọn. MN NM MCLI Tab. À, lô Tab đây. Kết nối thiết bị lên rồi. Rồi, monitor down hết. Virus thì có một cái đang chạy bình thường. Đây, ra tiện.